Rồi giờ em đóng hàng cho anh Nguyễn Quốc Duy chưa? Đó, Tánh Linh Bình Thuận. Đây, đơn hàng của anh. Tánh Linh Bình Thuận. Đây là cái cạo nắp xăng ba cháu. Đây, cạo nắp xăng ba cháu ha. Ở đây nó có cái khóa nè. Mở, anh mở lỏng ra chút xíu để mình điều chỉnh. Rồi, điều chỉnh nó như vậy nè. Đó. Mở ra vừa thôi nha, đừng có mở ra nhiều quá, tức là một hai khoảng hai vòng thôi là mình dặn mép trên nè, mép trên với mép dưới nè, mép trên mép dưới anh dặn dặn qua phải qua trái là nó sẽ rút thu ra rút vô đó, thấy không nè, qua phải qua trái đó. Khi mà mình xác định được cái đường kính của cái nắp xăng rồi đó, thì mình siết nó lại, siết nó lại xong rồi mình lấy cái cây cây cần hay cây nối gì đó mình để vô đây mình dặn đó. Gắn cục tiếp vô mình dặn đó, là lúc này là mình khóa lại rồi nè, siết lại mình khóa lại rồi. Mà mình chỉ dặn cái này thôi, trên đầu là mình dặn cái này thôi, còn cái mà nới lỏng ra là mình ăn được cái nắp xăng ha. Rồi giờ đó. Này bộ cảo vô lăng ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 chi tiết. Ở đây có 2 2 4 6 8 10 cái lông đàn. Mỗi cái lông đàn 14 chi tiết. Quốc Duy mời giờ em gửi hàng ra cho Việt Tây thôi.